Chào mừng các bạn đến với Donut and Dragons, một YouTube channel chuyên về board game cho cộng đồng Việt Nam. Mình là Hải Đăng và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nổi bật của thế giới board game trong chu kỳ nửa sau tháng 10 năm 2022. Mở đầu bản tin, chúng ta sẽ điểm qua doanh thu quý 3 của Hasbro. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng xem qua series ủng hộ gây quỹ Extra Life từ Magic the Gathering. Và cuối cùng là một vài thông tin game mới nổi bật khác Tổng doanh thu đồ chơi trong quý 3 của Hasbro bao gồm tất cả các thương hiệu và board game cũng như trò chơi kỹ thuật số là 509 triệu đô la, giảm 23% so với năm ngoái. Doanh số trò chơi giảm mạnh nhất là ở số trò chơi kỹ thuật số từ Wizards of the Coast và Digital Gaming giảm 37% do sự cạnh tranh khó khăn khốc liệt sau so bản phát hành của Dark Alliance vào năm 2022 cũng như là kết thúc bán hàng trên Magic the Gathering Arena Mobile doanh số bán hàng trong nhóm tín hiệu Hasbro Gaming bao gồm các trò chơi khác ngoài Magic the Gathering và Monopoly cũng giảm 25%. Công ty cho biết lợi nhuận trong mạng Wizards of the Coast và Digital Gaming đã giảm 36% xuống 102 triệu đô trong quý do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, đó là doanh số bán hàng sụt giảm, chi phí giấy và cước phí cao hơn, cũng như thanh toán tiền bản quyền cho các sản phẩm được cấp phép của Universe Beyond. Doanh thu tổng thể của Hasbro đã giảm 15% xuống 1,68 tỷ đô la trong quý, từ 1,97 tỷ đô la trong quý 3 năm 2021 thu nhập giảm 49% từ 253 triệu đô la trong giai đoạn trước xuống còn 129 triệu đô la trong năm nay. Cũng từ Wizards of the Coast đã tiết lộ Secret Lair Extra Life 2022 là một series Magic the Gathering mang lại lợi ích cho mạng lưới bệnh viện Children's Miracle đã được đặt trước từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022. Giống như bộ sản phẩm Extra Life năm ngoái, bộ này có các bản vẽ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp vẽ các lá bài ma thuật cổ điển. Năm nay, ba lá bài được chọn để giải nghĩa là Silver Legion, List, Dragon Queen và Birds of Paradise. Weird Games sẽ phát hành CN Scenario, một bản mở rộng cho trò chơi Vagrant Song vào bán lẻ vào tháng 12 năm 2022. Kịch bản mới này cho Vagrant Song sẽ khiến những Vagrants chống lại Fox Sister khác tiếng. Kịch bản này yêu cầu bản base của Vagrant Song để chơi. Nó sẽ được bán lẻ với giá là 13 đô la. Smirk and Danger sẽ phát hành Poop, một trò chơi chiến lược trừ tượng mới vào lĩnh vực bán lẻ. Trong trò chơi này được thiết kế bởi Scott Brady, người chơi đặt mèo con trên một tấm ván trải giường bằng vải và chăn bông để khiến chúng đi vệ sinh. Điều này đẩy những chú mèo con khác ra xa một khoảng trống. Người chơi đang cố gắng xếp ba chú mèo con liên tiếp để chúng sẽ trở thành mèo. Khi mèo con trở thành mèo, chúng phải xếp ba con mèo liên tiếp để giành chiến thắng trong trò chơi. Tuy nhiên, các người chơi khác cũng đang dụ dỗ mèo con vì dù nên vị trí của chúng thay đổi liên tục Trò chơi này dành cho hai người chơi từ 10 tuổi trở lên và chơi trong tầm từ 20 tới 30 phút. Nó sẽ được bán lẻ với giá là 39.99 đô la Rio Grande Games sẽ phát hành Crossing Oceans, một trò chơi board game kinh tế mới vào lĩnh vực bán lẻ. Trong trò chơi này, người chơi sẽ trở thành chủ sở hữu của các công ty tàu biển hiện đại vào cuối thế kỷ 19. Họ sẽ cố gắng mua các tàu hơi nước hiện đại nhất hiện có và độc quyền các cảng để có lợi hơn so với đối thủ của họ. Mục tiêu của trò chơi là xây dựng một mạng lưới rộng lớn bao gồm các trạm giao dịch và cầu tàu thang, đồng thời thực hiện các chuyến vận chuyển kiếm tiền nhằm giành lấy Blue Ribbon của Bắc Đại Tây Dương Trò chơi này dành cho 2 tới 4 người chơi từ 14 tuổi trở lên và chơi trong vòng từ 45 tới 90 phút. Nó sẽ được bán lẻ với giá là 69.95 đô la. Cũng là Cryo Granny Games, họ sẽ tiết lộ Fancy Feather, một trò chơi bài mới của Friedman Freeze sẽ được bán lẻ vào tháng 12 năm 2022. Trong Fancy Feathers, theo lệnh của một nam tước, người chơi sẽ phải huy động để tìm kiếm những chú gà lôi cao quý trên một con đường. Đây là một trò chơi sưu tập bộ set collection có nhịp độ nhanh nơi người chơi sẽ cố gắng đáp xuống các thẻ trên con đường này để bắt những con chim đẹp nhất và ghi điểm mục tiêu của trò chơi là có bộ sưu tập các loại chim quý nhất vào cuối trò chơi trò chơi này dành cho hai người chơi từ 8 tuổi trở lên và chơi từ 15 tới 30 phút một trò chơi xây dựng đường sắt của Rio Grande Games đang được thực hiện mang tên là Texas and Pacific được thiết kế bởi John Border của Chicago Express Ride the Rails sẽ được sớm phát hành Lấy bối cảnh ở miền trung Tây Hoa Kỳ và Texas trong thế kỷ 19, Texas and Pacific sẽ đưa người chơi vào vai những chủ trang trại và nhà đầu tư giàu có đang tìm kiếm những tuyến đường sắt mới, giúp họ có thể đưa đàn gia súc của mình đến các thị trường béo bở ở miền Bắc. Họ sẽ mua cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau, sau đó vận hành các công ty đó để mở rộng mạng lưới đường sắt và nâng cao giá trị cổ phiếu nắm giữ, đồng thời định thời gian trả cổ tức để tối đa hóa lợi nhuận cá nhân của họ. Cuối cùng, Người chơi giàu có nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Texas and Pacific dành cho 2 tới 6 người chơi và có thể chơi trong chưa đầy một tiếng. Hiện chưa có giá niêm yết vào thời điểm hiện tại. Và đó là toàn bộ những thông tin nổi bật tới từ thế giới board game trong chu kỳ tháng 10 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn nút like video hoặc là subscribe channel để được theo dõi những thông tin, những nội dung liên quan tới board game một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình lại đang tới thời đối định Dragons chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo